Rồi bây giờ mời chú Tùng là anh duy nhất đây đấy, mình làm cái lễ chào lớp, sau đó là giao lại cho Thanh Bình, rồi mấy anh em mình bước qua kia để trò chuyện. Xin mời. Chuẩn bị. Ngươi. Ngươi. Rồi bây giờ giao lớp lại cho Bình. Rồi lớp chú ý. Ngươi. Nghiêm. Chào. Bài cũng có quyền như vậy. Một. Chọn một nơi thật tĩnh lặng, võ sư Nguyễn Hoàng Phước đã bắt đầu câu chuyện bằng việc cho hai chúng tôi nghe xuất xứ tên của môn phái. Cái võ đường Lam Sơn là xuất thân đời tôi là đời thứ hai. Đời trước là thầy tôi là một Nguyễn Ngọc Thiều. Ý nghĩa của võ đường Lam Sơn, Lam Sơn là tên một vùng núi ở vùng Thanh Hóa. Lúc đó là Bình Định Vương Lê Lợi khởi nghĩa Bắc Lam Sơn, đánh tan quân giặc Minh. Để tưởng để cho con cháu chúng ta tưởng nhớ đến những bậc tiền nhân của mình đã có công, để cái thế hệ sau này không quên đi chúng tôi đặt là võ đường Lam Sơn. Có nghĩa là như thế. Thì trong cái thời gian học thì thường cái môn phái nào nó cũng có một cái giống như là đặc thù riêng của họ, giống như là giỏi về chỏ, giỏi về gối, hoặc là về bộ pháp, về tấn pháp. Thì trong môn phái Lam Sơn mình cái gì là đặc biệt nhất này? Đặc biệt như thế này nè, hầu như là cái võ cổ truyền Việt Nam á, là tất cả môn phái đều tựa giống nhau, nó khác nhau được chút xíu thôi. Nhưng mà cái lời của thầy dặn nó nè, đến giờ này thầy vẫn nghe văng vẳng trong đầu. Có người võ giống như văn, con viết chữ A thì nó ra chữ A, con viết chữ B thì nó ra chữ B. Làm sao con viết mà người ta đọc được, chứ con viết mà người ta đọc không được thì đừng có viết. Thì cái người võ nó cũng giống như vậy, tập phải dứt khoát, dũng mãnh, đoàn hoàng, cho một cái tập mà kiểu mà liễu lão, nó giống như chữ A chữ B. Đó là lời thầy dặn thầy văng vẳng bên tai. Đó, giờ thầy áp dụng vào cái điều đó, có nghĩa là đá thì là đá, động tác nó phải dứt khoát, chứ còn đấm lùi lùi chữ A đâu ra chữ A đâu, đó, thắng dứt khoát. Thầy theo cái tâm niệm đó của thầy này dặn đó, dựa vào đó để phát triển đi lên. Nhằm hung đúc tinh thần võ đạo cho các võ sĩ, do đó trong logo của bản môn, các bậc tiền nhân đã lấy đường viền là màu xanh, hình tượng là kiếm cung. Ngoài ra, năm đốm lửa thể hiện cho năm tinh thần, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Trong môn phái Lam Sơn, hệ thống đai của võ phái gồm 5 màu tương ứng với 5 cấp bậc, đó là đen, xanh, đỏ, vàng, trắng. Khi thi triển động tác, yêu cầu người võ sinh thăng thủ nhãn phải đồng bộ. Ví dụ, khi bước chân phải lên đinh tấn và tiếp đất, thì tay cũng đã đấm xong cú thôi sơn và nhãn pháp cũng kết thúc cùng lúc với tấn và đấm. Ngày xưa thì để phát triển võ thuật ngoài cái niềm đam mê thì đòi hỏi nó có nhiều cái khó khăn khác người vượt qua. Thì từ thầy Thiều từ Long An, rồi thầy Thiều sẽ di chuyển vô trong Bình Thuận này mới gặp thầy. Đúng rồi, thầy lúc đó thầy mở võ đường. Nói là võ đường nhưng mà thực tế là cái sân đó là sân của người ta phơi lúa, phơi chấu á. Rồi chiều quét vô là lấy mượn cái sân đó tập. Nó cũng gọi là võ đường chứ hồi xưa làm gì có cái võ đường mà nó nghiêm chỉnh như bây giờ. Thì đây cũng giống như là cái quê hương thứ hai. Rồi, thầy có một cái nhà, thầy Nguyễn Ngọc Thiều có nhà ngoài gần biển á. Gần biển cất cái nhà vào đó. Thì bằng ngày ông mưu sinh, bằng ông là giáo sư, ông đi dạy. Thì anh Văn dạy vạn vật. Lúc đó đi xe mà mobilet chạy lên đó rồi cái mở cửa ra. Rồi dạy học trò. Nếu ông lên cái ghế đó là ông ngồi, thầy cũng nhớ mà. Có cái ghế ông lên ông ngồi. Ông ngồi đó là tất cả vô chào xong bắt đầu ra tập. Ở cái đoàn nào cũng được là ông đứng lên. Đứa nào cơ đoàn nào được anh để im tập. Vậy thì thầy theo học võ của thầy Thiều từ lúc nhỏ hả thầy? Lúc 8 tuổi. Rồi ông ba, ông phải dắt đi. Chứ mình vô ông cho đâu. Rồi thầy nhận xong là học miết tới khi mà thầy mất. Thầy mất xong là bắt đầu chấp chưởng luôn. Ngày xưa nghe nói đi học võ mà nhiều cái nội quy như là nhập môn rồi bái tổ. Một cái quá trình trường kỳ để theo học rất là khó phải không thầy? Mà hồi xưa không phải như bây giờ. Ví dụ mình làm sai đi, ông nói hoài, ông nghe, bắt nằm xuống lấy cây quýnh à. Lấy cây, đánh luôn tại chỗ luôn.
chứ không có nói như bây giờ. Nó khó chỗ đó. Ngày xưa người ta nói là thương cho roi cho vọt á. Đúng rồi. Thế mà thầy mình giờ ông ra ông làm một cái đoàn đó mình làm không được. Dạng đi vậy là hoài không được là ông nóng là lấy cây bắt nằm xuống, bắt nằm xuống ngay chỗ phòng tập luôn. Đánh luôn. Nhưng mà điều cái vỏ hồi xưa đó, nó khác bây giờ. Ở cái chỗ hồi xưa là bắt bông, bỏ bộ. À, nó nhiều hơn mang là biểu diễn á. Mang tính biểu diễn hơn là chiến đấu. Mặc dù vẫn chiến đấu á nhưng mà thí dụ người ta chưa đánh ông thầy ông bắt thế này nè. Ông kêu là đỡ ở dưới, coi chừng ở dưới, đỡ ở trên. Đó. Nhưng mà vỏ bây giờ là nó không có gì đó nữa. Vô bắp bắp bắp. Thầy có đi dự một liên hoan quốc tế võ cổ truyền ở Bình Định. Thì lúc đó đoàn của thầy ở trên cái trường Đại học Quy Nhơn. Thì lúc đó là vận động viên nó ra sân tập để mà biểu diễn. Thì vô tình thôi, trước mặt thầy có một võ sinh đánh bài roi quá đẹp. Mà cái lúc đó là thầy là võ sư rồi, mà thầy nhìn vô lối đánh của nó, thầy thán phục, quá hay. Thầy về nhà, thầy mới hỏi con thầy Bình á, bây giờ con phải vô đó, con tìm người mà đánh cái roi đó, học được cho ba cái bài roi đó, về để phổ biến lại cho cái môn phái của mình. Thì Bình đi vô Bình Định, mà chúng bạn học một khóa với Bình, thằng đó là tên là Nguyễn Phi Phụng, mà hiện nay là giảng viên trường đại học dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Bình ở đó tập thời gian rồi đem cái bài đó về. Thì ở trong cái bài Phục Ma Côn, Phục Ma Côn của thầy lúc đó cũng nổi tiếng. Năm 1980 là bài Phục Ma Côn này là chính em ruột của thầy là ông thằng đó là võ sư đi tranh giải tỉnh Bình Thuận á, đánh cái bài Phục Ma Côn ở Nghệ An là được huy chương vàng. Lúc đó tỉnh Bình Thuận được huy chương vàng là nổi tiếng luôn. Báo chí có phỏng vấn cái bài đó. Rồi bây giờ khi mà chỗ Bình về á, thầy lấy khoảng 15-20% của cái bài của ở Bình Định á, áp dụng chỉnh sửa lại cái bài Phục Ma Côn thì càng ngày càng hoàn thiện, đẹp hơn và có sức chiến đấu hơn. Ngoài những bài quyền mang tính trực chiến cao thì võ phái Lam Sơn còn có những bài quyền thiên về nhu cương phối truyện, ví dụ như bài Hồ Điệp Đao chẳng hạn. Lấy hình ảnh loài bướm vốn có thân hình mềm mại và di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển, bài quyền đã mô phỏng những động tác đặc tính đó. Những chiêu thức trong bài Hồ Điệp Đao có những chiêu thức vô cùng độc đáo, cụ thể khi gặp đối phương mạnh hơn thì ta sẽ dùng những đòn thế để né tránh, phòng thủ làm sao cho vừa đẹp mắt và vừa chắc chắn. Nhưng một khi tấn công, ví dụ như động tác xoay người đâm đao thì đầy bất ngờ. Ngoài ra, các động tác khác như bay đá nhẹ nhàng nhưng hiệu quả